xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợn nha các bạn. Hôm nay Lợn nói về có bao nhiêu số tròn trục có 5 chữ số. Cái thứ nhất, mình lấy ví dụ nè, ví dụ về số có 5 chữ số nè, 1, 2, 7, 5, 6. Thì số như thế này được gọi là số có 5 chữ số. Thì từ tay phải sang tay trái gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Ok chứ ạ? Tiếp theo mình lấy ví dụ về số tròn trục nè. Ví dụ như 10, 1, 2, 0, 7, 6, 1, 0, 1, 9, 8, 6, 0. Thì đây là những số tròn trục. Vậy muốn trở thành số tròn trục thì các bạn nhìn vào điểm nè. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy từ 2 chữ số trở lên, từ 2 chữ số trở lên, ý nó là 2 3 4 5 6 7 8 vân vân và vân vân. Tiếp theo các bạn nhìn vào hàng đơn vị đi ạ. Hàng đơn vị là số mấy ạ? Hàng đơn vị là số không. Nhớ phải đảm bảo hai yếu tố, thứ nhất có hai chữ số trở lên, thứ hai hàng đơn vị phải là số không, được chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ liệt kê những cái số, liệt kê số tròn trục có 5 chữ số. Thì cái số đầu tiên là 10000, đúng 5 chữ số chưa ạ? Rồi đây là số tròn trục. Muốn tìm số tròn trục tiếp theo các bạn cộng thêm 10 10010. Tiếp tục như vậy các bạn sẽ có số cuối cùng là 99990. Ok chưa ạ? Sau đó để tìm có bao nhiêu số tròn trục có 5 chữ số thì các bạn, đây là dãy số các đều. Dãy số các đều. Thì các bạn tìm ra số hạng của nó. Đó, tìm ra số hạng của nó. Thì muốn tìm số hạng, thứ nhất ta phải biết số hạng đầu. Là cái số đầu tiên nè, 10000. Số hạng cuối là cái số cuối cùng nè, 99990. Tiếp theo khoảng cách là lấy số sau nè trừ số trước nè, ra bao nhiêu ạ? 10, được chưa ạ? Lấy hàng này trừ này ra 10. Tiếp theo đó là số hạng sẽ có công thức là số hạng cuối trừ số hạng đầu, tất cả chia cho khoảng cách rồi cộng 1. Vậy bằng 99990 trừ 10000, tất cả chia cho khoảng cách là 10 rồi cộng 1. Phép tính các bạn làm trong ngoặc và tới phép chia rồi tới phép cộng, ra kết quả bằng bao nhiêu các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợn nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp